món quà quý giá nhất trên cuộc đời của chúng ta. Không có gì quý giá bằng sự hiện hữu của chúng ta trong lúc này và ở đây. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúc cho sức khỏe của nhà thơ Trinh Nguyên được mạnh khỏe, bình an. Và bây giờ chúng tôi xin nhường lời lại cho đại diện của thành phố có đôi lời để chúc cho văn thơ Lập Việt, trong đó có nhà thơ Trinh Nguyên cũng như anh Lê Văn Hải. Xin mời cô. Thương MC Nguyễn Hồng Dũng rất là nhiều. Tôi tên là Tara Đặng, đại diện của văn phòng của ông thị trưởng Mark Meehan. Rất là hân hạnh có mặt ở đây để mà chia sẻ cái niềm vui đã qua một thập kỷ văn thơ Lạc Việt đã được thành lập bởi một người rất là có lòng, đó là ông Trinh Nguyễn. Wow! Ông đã đóng góp rất là nhiều vào cái sự bảo tồn và gìn giữ văn thơ và văn hóa của người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là ở hải ngoại. Thì Tara ở đây cũng thay mặt thành phố San Jose, văn phòng của thị trưởng Mark Meehan, chúc mừng Hội Văn Thơ Lạc Việt cũng giống như ông Trinh Nguyễn rất là. Dạ, bây giờ thì tới phần của nghị viên biên đoàn. Xin chào quý vị và mọi người khỏe không ạ? Quá vui ngày hôm nay đúng không quý vị? Cái thứ nhất là muốn chúc mấy bác là 100 năm sức khỏe. Cái tình yêu của người mẹ là cao hơn cái núi, mà sâu hơn đáy biển và dài hơn cái dòng sông. Thì cái đó là cái tình yêu mình thấy rất là cảm động ngày hôm nay. Tôi là nghị viên biên đoàn ngày hôm nay á, là một cái ngày rất là đặc biệt, là lập ra là hội viên văn thơ Lạc Việt là từ hồi 2015. Thì nhờ ông Trinh Nguyên và ông Lê Văn Hải, thì ngày hôm nay tôi với ông thị trưởng và tất cả nhiều người nghị viên tốt nghiệp với tôi có một cái bằng khen và cái bằng xác nhận là chính xác văn thơ Lạc Việt đã là một cái nguyền núi kéo cho cộng đồng của mình, tựa vô vai nhau, sống với nhau vì cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Với lại tôi nói một câu như vậy nè, cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của mình á, bất cứ người nào đi chào cờ mình cũng đi. Tại vì sao? Mình tôn trọng cái lá cờ, mình tôn trọng cái tự do nhân quyền ở đây, nên mỗi lần mà chào cờ đầu tháng nhờ tất cả quý vị tới tham gia để mình có cái vinh dự là người Việt Nam ở đây. Và tôi rất là cảm ơn quý vị ngày hôm nay, là rất là hạnh là có thời gian để tới đây đại diện cho thành phố San Jose. Cảm ơn quý vị ạ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn, đó là anh Trinh Nguyên, là cựu hội trưởng của văn thơ Lạc Việt trên 10 năm. Và chính vì có lý do sức khỏe, anh nhờ tôi làm trưởng nhóm, chứ còn là sự thật đó là tôi không được bầu án gì làm cái chức hội trưởng, mà anh Trinh Nguyên giống như là camera, đó là tôi camera Harris, tôi được truyền thế và chiếm một trang nữa. Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, một câu nói của ông Phạm Quỳnh tại hội Đông Phương Ái Hữu ngày 5 tháng 7 1922 nói rằng: truyền kiều còn, tiếng ca tiếng ta còn, tiếng ta còn thì nước ta còn, còn non còn nước còn dài. Chúng tôi là cái hậu sinh, xin giàu lòng dốc chí cố gia công trao chuốt lấy tiếng quốc âm nhà, cho quốc âm ngày càng một rực rỡ, quốc hồn ngày càng một tỉnh táo, quốc bộ ngày càng một tấn tới, quốc vận ngày càng một dễ dàng, mau khỏi phụ chí hoài bão của tiếng sinh, ngậm cười chín suối cũng còn thơm lây. Chân kính thưa quý vị, đến nay đã gần nửa thế kỷ khi mà cộng sản nó đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị, tại hải ngoại có một tổ chức gọi là Văn Thơ Lạc Việt. Đó là một tổ chức gìn giữ tiếng Việt, mà theo như ý của cụ Phạm Quỳnh đã nói, chúng ta có thể nói gọn rằng tiếng Việt còn, nước Việt còn. Và cái Văn Thơ Lạc Việt tại đây đó, thưa quý vị, từng nhiều năm qua đã hình thành và
đã luôn luôn cố gắng gìn giữ cái tiếng nói trong sáng của Đức Việt, đặc biệt là thời Việt Nam Cộng Hòa. Và như quý vị đã biết rằng sau khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam thì Cộng sản đã cố tình đưa những cái từ ngữ lạ tai để hòng xóa bỏ những cái từ ngữ đẹp đẽ của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trước. Thưa quý vị, việc đó đã làm đau cho những người Việt. Dù phải bỏ nước ra đi nhưng nặng tình với đất nước thì không thể nào thờ ơ được, thưa quý vị. Thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là nhà văn, thi sĩ Trinh Nguyên. Ông là một trong những thành viên đã sáng lập Dân Thư Lạc Việt. Và thưa quý vị, đến hôm nay chúng tôi được biết rằng ông cũng là cựu quân nhân của lực lượng Cộng Hòa, binh chủng không quân. Thì thưa quý vị, thật sự mà nói là chúng tôi luôn theo dõi và rất là sợ những cái điều gì đã xảy ra đối với thế hệ của chúng tôi, những người mà sau ngày 30 tháng 4 75 70 80 trên nữa đã phải lìa bỏ quê hương. Và thưa quý vị, thi văn sĩ Trinh Nguyên, dù gì nản vì thấy ông không còn khỏe khoắn như những ngày tháng năm trước, thì hôm nay chúng tôi làm cái phóng sự này để mong rằng không những những văn thi hữu ở hải ngoại mà kể cả trong nước mến mộ tấm lòng của văn thi sĩ Trinh Nguyên hiểu được những cái điều mà ông đã trải qua và ông có những cái tâm niệm như thế nào gửi gắm lại thế hệ hậu sinh. Vâng, trước hết em kính chào anh. Thưa anh có thể cho biết rằng hiện nay tình trạng sức khỏe của anh như thế nào và anh đã phải vượt qua những cái lo ngại về cái chuyện ra đi của mình nó như thế nào đó thưa anh, và hiện nay thì nó đã được tốt đẹp như thế nào thưa Trinh Nguyên? Cảm ơn nhà báo người nữ và xin kính chào quý vị trên đài. Sự thực ra là mà phải nói thế này, cái bệnh của tôi đó thì không biết có thể đi ngày mai, ngày mốt, tại vì tôi bị cancer đó mà. Thì phải nói rằng thì là đời sống của chúng ta đó thì phải chỉ còn cái tình rồi. Cái tình dân tộc và cái tình anh em và cái tình đoàn kết giữa người Việt với nhau thì là mình còn giữ lại. Chứ tất cả đối với tôi bây giờ đó thì không biết rằng thì là mình còn giữ lại cái tình nó được bao lâu. Nhưng mà sự thực ra mà mình phải nói thế này, cái Văn Thư Lạc Việt đó, nó thành lập từ năm 1992. Do năm nhà thơ đó là cụ Hà Thượng Nhân, Hoàng Anh Tuấn, Chu Tuần Trung, Dương Huệ Anh và Thượng Quần. Thì phải nói rằng thì là quý vị đó để lại một cái kim chỉ nam rất là rõ ràng. Đó là bảo tồn văn hóa Việt Nam trước năm 1975 và chống đối cái văn hóa phát sản tại quốc nội sau năm 1975. Thì khi mà chúng ta thấy rằng ông Dương Huệ Anh là một người chủ tịch đầu tiên của Văn Thơ Lạc Việt, rồi đưa tới nhà thơ Đông Anh và đưa tới tôi. Sau đó là khi mà tôi bệnh tật hơi nhiều, đâm ra cái trao lại cho anh Hải. Thì phải nói rằng thì là cái chữ nghĩa của Việt Nam á, so sánh giữa 1975 và cái hiện tại bây giờ đó, nó kỳ ngộ lắm. Nó rất là kỳ ngộ lắm. Chẳng hạn cái gì cũng siêu, cái gì cũng gọi là họ chữ tục nhiều hơn là họ viết văn chương. Người ta gọi là cái văn hóa đéo và là cái gọi là biết bố mày là ai thì cứ không đó mà. Đó đúng rồi, đó là cái mà tôi muốn nói rằng thì là
Nếu mà cái văn thơ lạc Việt chúng ta mà expand ra được để nói lên những cái ngôn ngữ trong sáng của cái thời kỳ 1975 cho tới giờ, cho cái đám trẻ mà sinh ra sau 1975 họ hiểu, thì đó là một cái ước vọng của văn thơ lạc Việt. Dạ vâng. Thưa anh, rồi vấn đề sức khỏe của anh thì thưa với được quý vị, sinh lão bệnh tử là cái chuyện rất là bình thường của cái sự vô thường. Vâng. Tuy nhiên, mỗi một mỗi một người có lòng với quê hương dân tộc đó, mà theo cái mệnh bình thường đó phải ra đi đó, chúng tôi rất là hối tiếc. Bởi vì, thưa quý vị, chúng tôi đã phải rìa bỏ quê hương. Cái điều chúng tôi không ai muốn rời bỏ quê hương, quý vị. Yeah. Mà chúng tôi buộc lòng phải rời bỏ quê hương vì không chấp nhận một cái thể chế độc đảng, độc tài. Và một đất nước bị cai trị làm cho đó, cái văn hóa dân tộc nó bị tệ như vậy. Vâng. Tuy nhiên hôm đến ngày hôm nay biết được tin của anh Trinh Nguyên, anh đã phải mắc một cái căn bệnh. Và cuối cùng thì thưa với anh, ngày hôm qua gặp anh thì tôi được biết tin mừng là anh đã được xạ trị. Vâng. Cái kết quả rất là khả quan. Thưa anh có thể cho mọi người biết rằng qua cái xạ trị đó thì hôm nay anh lạc quan thêm nữa như thế nào để còn gần gũi đàn em, đàn cháu, thưa anh? Cảm ơn nhà báo Ngày Nữ và xin cảm ơn tất cả những quý vị yêu mến tôi từ xưa tới nay. Nhưng mà lời đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả những quý vị đã sinh hoạt với tôi trong vòng mấy chục năm ở cộng đồng. Nếu có những cái gì mà tôi sơ suất, xin anh Ngày Nữ bỏ qua và tất cả những quý vị bỏ qua. Thì phải nói thế này, cái bệnh của tôi khi mà tôi bị cancer thì bác sĩ nói chỉ còn có 7 tháng thôi. Thì tôi biết trước rằng cái cuộc đời của mình chỉ còn có 7 tháng thôi. Do đó nên tôi phải lo trước. Lo cái gì? Lo cái tình nghĩa anh em của mình. Yeah. Và lo làm sao để cho khi mình ra đi được thảnh thơi. Nhưng mà phải nói thế này, cái technology của kỹ thuật y khoa bây giờ nó quá tiến triển và nó quá hay. Là khi mà tôi người ta quyết định rằng mổ, thì người ta nói rằng nếu mà mổ tôi sẽ có thể bye bye luôn ở trên giường mổ luôn. Trên giường mổ luôn. Và nếu mà hóa trị tôi chịu cũng không nổi. Do đó nên họ đã họp nhau lại của cái nhóm mà bác sĩ cancer chuyên về cancer. Thì họ quyết định rằng xạ trị. Yeah. Thì cái nói cho đúng đó là cái cancer của tôi đó thì nó lại quá hiểm hóc ở cái chỗ là tất cả những cái thận rồi gan rồi bao tử rồi ruột non, họ sẽ cắt mỗi một thứ một chút, họ cắt hết và họ nối lại. Thì bà bông điểm. Vâng. Nhưng mà tới khi mà xạ trị đó thì phải nói rằng họ đưa vào xạ trị thì họ chỉ bắn 5 điểm, nhưng mà sự thực là cái kỹ thuật của y khoa bây giờ nó quá hay. Nó làm cho cái chỗ đó suy lại. Và họ nói rằng anh có thể, nếu mà nó suy lại, nó không phát triển nữa, thì họ sẽ theo dõi 3 tháng, sau đó 1 năm. Và nếu có thể 4-5 năm, thì cái đó là cái may mắn nhất của tôi trong cái vấn đề mà nhờ vả về kỹ thuật khoa học của Mỹ. Và nói cho đúng, đó là một cái miracle. Yeah. Tại vì thế này, tôi nói miracle là thế này. Trong cái đầu óc tôi, cái trước khi mà tôi biết rằng tôi còn có mấy tháng thôi đó,
thì nó cứ lởn vởn về cái chuyện mà đạo nghĩa. Dạ. Tại vì lúc giờ mình nghĩ tới cái chuyện đạo nghĩa nhiều hơn. Thì tôi lại nghĩ tới ông Trương Bửu Diệp. Và tôi phải nói rằng kính thưa quý vị rằng tôi cầu nguyện ông rất là nhiều. Do đó, nên cái microcle này có thể phát sinh ra từ cái chỗ mà mình vui vẻ. Mình nghĩ tới bạn bè trong cái vấn đề tình yêu thương bạn bè. Thì có thể rằng đó là một cái microcle cho tôi. Và có thể sống được với anh em nếu có thể mấy năm nữa. Dạ vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm qua tôi có nói chuyện với lại nhà văn, nhà thơ Trinh Nguyên. Ông có nói rằng mổ thì sẽ chết ngay trên bàn mổ, hóa trị thì chịu cũng không đổi, không biết như thế nào. Nhưng mà cuối cùng hình ảnh cha Trương Bửu Diệp cứ lãng vãng trong cái suy nghĩ của ông. Và cuối cùng ông quyết định xạ trị. Và cái việc xạ trị đó nó quá trời tốt thưa quý vị. Và như vậy thì như quý vị vừa nghe anh Trinh Nguyên nói, anh có thể gần gũi anh em, gần gũi con cháu vài năm nữa. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện để cho anh được khỏe khoắn luôn luôn ra với anh em. Và để chúng tôi học tập cái đạo đức, cái trình độ giống cái kinh nghiệm đời của anh. Vâng, đó là cái lý do mà Nghi Lễ muốn gửi đến quý văn thi hữu trong và ngoài nước hiểu được cái hiện nay của văn thi sĩ Trinh Nguyên, để mà chúng ta cùng hiệp sức cầu nguyện cho anh. Và nếu có dịp thì chúng ta ghé thăm anh để cái tâm nguyện gần gũi anh em, bạn bè của anh được thoải mái đến ngày nào đó anh về với Chúa. Thưa quý vị, thưa anh, dĩ nhiên là còn vài năm nữa, nhưng mà nếu ngay lúc này trong cái sự tỉnh táo và vui vẻ hoàn toàn này, anh có cái điều gì muốn tâm tình như là bạn bè cũng giống như thế con cháu, thưa anh? Xin cảm ơn anh Nghệ Lữ. Cái sự tâm tình với anh em thì tôi phải nói thế này. Tất cả ai cũng có cái gọi là nhân vô thập toàn. Dạ vâng. Thì tôi đã sinh hoạt với cộng đồng cũng mấy chục năm. Thì có những cái mà điều mà phải nói rằng tôi là mất lòng anh em. Do đó nên tôi xin quý vị và xin tất cả các anh em tha thứ, bỏ qua, và chúng ta chỉ còn cái tình với nhau. Dạ vâng. Tôi nghĩ thế này, còn đời, còn tình, còn ly rượu, say nhau một chén có là chi? Một mai tôi có ra đi, xin quý vị làm ơn tha thứ. Thì đó là cái tâm tình của tôi đối với tất cả các quý vị. Và thứ nhất là anh em, anh Nghệ Lữ đây đã liên kết với tôi nhiều năm. Và chúng tôi đã sinh hoạt cũng nhiều năm trong vấn đề đấu tranh. Và sự đấu tranh này đó, tôi phải nói rằng tôi phải chấm dứt rồi. Giờ chỉ để lại cho lớp trẻ dưới. Và lớp trẻ dưới thì tôi phải nói rằng này là không quản ngoài ai hết cả. Anh Nghệ Lữ và tất cả những quý vị mà đồng tuổi với anh, xin chúng ta đoàn kết để xây dựng một Việt Nam global ở trên cái thế giới này. Và từ đó Việt Nam sẽ vững mạnh trên vùng Đông Nam Á. Đó là cái ước nguyện của tôi đấy. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi ngoài cái văn thi hữu trong ngoài nước nghe được cái lời tâm tình này, thì chúng tôi cũng xin phép được nói rằng bản thân Nghi Lữ là đàn em của anh Trinh Nguyên trong cái binh chủng không quân, mà anh là thành viên của Đài Kiểm báo Không quân Việt Nam Cộng hòa. Thì quý vị gặp quân dân
còn hiện tiền theo dõi cái video này, thì xin quý vị bạn bè của anh Trinh Nguyên kiểm báo biết được cái tình hình của Trinh Nguyên và cùng cầu nguyện, và cùng cầu nguyện cho anh được dịp gặp gỡ anh em. Mặt khác, chúng tôi cũng xin phép được nói rằng, như anh vừa nói đến rằng vấn đề đấu tranh, tại sao anh Trinh Nguyên hay Nghi Lữ đấu tranh với cộng sản, bởi vì đơn giản một điều rằng nếu đã chấm dứt chiến tranh mà đất nước phát triển tốt đẹp, không là nô lệ ngoại bang, không tan nát một cái xã hội, không có phải đi buôn người, dù là buôn nô lệ hay là buôn nô lệ lao động hay là buôn nô lệ tình dục, thì chúng tôi cũng không chống làm gì. Mà tôi được biết được rằng với những hoạt động của Trinh Nguyên, anh Trinh Nguyên đã từng bị cộng sản bắt giam và trục xuất. Thưa quý vị, nếu không có sự vận động hải ngoại thì anh có thể sẽ lãnh những cái án tù do cộng sản. Thì chúng tôi nhắc lại, chúng tôi không có phản bội hay là chống đối quê hương tôi, mà chúng tôi chỉ chống đối một cái thể chế độc đảng độc tài làm cho nước tan hoang. Và thưa anh, nếu nói với những người còn ở trong nước mà anh đã từng trải qua cái ngục tù của cộng sản, với một cái tâm tình của một người còn hướng về quê hương, chứ hoàn toàn không có cái hoạt động nào mà có thể gọi là lật đổ được cái chế độ hết, vâng, mà họ làm như vậy, thì có điều gì anh muốn nói với những anh em cũng vì cái tinh thần muốn đất nước dân chủ dân quyền mà họ đang ở tù rất là nhiều, thưa anh? Anh có điều gì để tâm tình với họ, và anh cầu chúc cái điều gì? Mời anh. Cảm ơn anh Nghĩa Lữ cho tôi một ý là những người tranh đấu ở trong quốc nội đó là những người mà trực diện đấu tranh đau lắm anh, với bạo lực, với cường quyền. Tôi phải lễ phục. Yep. Và chúng ta phải thấy thế này, đó là những cái đuốc, mà những cái đuốc này chúng ta phải gọi là làm sao để cho cái đuốc này nó cháy mãi. Mà muốn nó cháy mãi là chỉ có cái sự mà hỗ trợ, giúp đỡ từ hải ngoại. Từ hải ngoại. Và nếu mà từ hải ngoại bắt tay với những người mà tranh đấu ở trong nước, tôi nghĩ rằng mai sau Việt Nam sẽ phải có thay đổi. Đó là cái mộng ước của tôi. Em cảm ơn Trinh Nguyên rất là nhiều đã dành cho Nghi Lữ cái buổi phỏng vấn này, và cũng xin cầu chúc cho anh còn gần gũi với anh em thật là lâu, để mà dìu dắt đàn em, để mà có những ý kiến đi giúp đỡ cho đàn em, đặc biệt là cộng đồng tại đây đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, và cái thế hệ con cháu của chúng ta ngày càng thành đạt, ngày càng chứng tỏ được cái dân tộc Việt thông minh, trí tuệ và thành công như thế nào. Và cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn nhà báo Nghi Lữ, và xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an. Và chúng ta nếu không có tình yêu, không có tình thương thì không thể đoàn kết được. Do đó nên cái tình yêu và tình thương, bạn bè, đó là cái gốc của chúng ta hợp lại với nhau. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn.